Chương trình này được bảo trợ bởi Deidre Thu Hà Nguyễn cho chức vụ dân biểu California và Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Tyler Diệp và Thanh Thảo hân hoan chào đón toàn thể quý khán giả đến với chương trình Việt Face Tonight. Hôm nay anh Dũng đi vắng và chúng tôi sẽ có chương trình với hai người. Vâng, thưa quý vị, và sau đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi lướt qua những bản tin trong chương trình đêm nay, bắt đầu với tin tức là Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã chấp thuận bà Amy Coney Barrett vào chức thẩm phán tối cao pháp viện. FDA chấp thuận thuốc Remdesivir để chữa trị COVID-19. Tin tặc Nga nhắm vào hệ thống chính quyền các tiểu bang và địa phương trong mùa bầu cử. Trên 47 triệu lá phiếu đã được bầu năm nay, vượt qua con số phiếu bầu sớm của năm 2016. Ba thành phố được liệt kê là anarchist, tức là vô chính phủ, nộp đơn kiện Tổng thống Trump. Sai sót vớ vẩn làm lộ việc Iran đứng đằng sau hàng loạt email về bầu cử giả mạo của tổ chức Proud Boys. Và cuối cùng là Tổng thống Trump đăng cuộc phỏng vấn 60 Minutes lên mạng xã hội trước khi chương trình này được phát hành. Và sau đây là bản tin đầu tiên với Tyler Diệp. Vâng, thưa quý vị, trong ngày hôm nay, đúng theo lịch trình làm việc, Ủy ban Tư pháp tại Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát với số phiếu là 12-0 đã thông qua cái sự đề nghị của Tổng thống Trump với bà Amy Coney Barrett vào chức vụ của thẩm phán tòa án tối cao. Tại sao là 12-0? Tại vì trong ủy ban này có đến 12 thượng nghị sĩ bên Đảng Cộng hòa, 10 thượng nghị sĩ bên Đảng Dân chủ, thì cả 12 vị nghị sĩ bên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu thuận. 10 người bên Đảng Dân chủ đã phản đối cái phiên bỏ phiếu và phiên điều trần này bằng cách rằng họ đã tẩy chay, họ đã không tham dự vô cuộc họp. Và thay thế vô trong cái việc mà là họ ngồi đó để bỏ phiếu đó, thì họ đã dựng ra những cái bức ảnh của những người hiện nay đang cần đến hay là đang sử dụng dịch vụ Obamacare, Affordable Care Act, và họ cho rằng là nếu mà bà Amy Coney Barrett được thành công bổ nhiệm vô tối cao pháp viện, thì cái luật Obamacare hay là cái luật Affordable Care Act có nguy cơ sẽ bị kết thúc. Quý vị đang thấy trên màn hình. Đây là những khuôn mặt của những người mà phe Dân Chủ cho rằng là đang cần đến cái chương trình y tế toàn dân này để mà tiếp tục với cái mạng sống của họ. Và cái sự bổ nhiệm của bà này, bà Barrett, nó đồng nghĩa với việc là sẽ lấy đi các chương trình bảo hiểm y tế của những người được đại diện qua những bức hình mà quý vị đang thấy, đang ngồi trong những cái bức ảnh này, nó được đặt ở trên ghế của các thượng nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ. Và đây là một tin rất là vui đối với những người ủng hộ việc chuẩn thuận bà Amy Barrett. Nhưng đây chỉ là bộ tư pháp của, gọi là Ủy ban Tư pháp của Thượng viện. Và cái việc bà được chuẩn thuận hay không còn phải qua một cuộc biểu quyết của toàn thể Thượng viện, đúng không ạ? Vào thứ hai tuần tới thì chị. Vâng, và chúng ta hy vọng là sẽ có kết quả và sẽ gửi đến quý vị trong chương trình thứ hai. Bản tin thứ nhì của chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, liên quan đến việc là thuốc Remdesivir lần đầu tiên được chính thức chấp thuận là thuốc để chữa trị bệnh COVID-19. Mặc dù trước đây thuốc này cũng đã được cơ quan FDA cho phép chữa trị trong các trường hợp khẩn cấp để chữa tạm những người bị bệnh COVID-19, nhưng ngày hôm nay thì thuốc này được chính thức cho phép để chữa trị và sẽ là thuốc được dùng trong các bệnh viện hoặc là cho các bệnh nhân nặng đủ để phải nằm bệnh viện. Thuốc này ở nước Mỹ thì được gọi là, cái tên để thương mại của nó là Veklury, và thuốc được bào chế bởi dược phòng Gilead Sciences. Thưa quý vị, cái thuốc Veklury sẽ được tiêm theo cái truyền bằng ống nước biển ở trong những cái trường hợp bệnh nhân nặng ở trong bệnh viện, và những người có thể được tiêm thuốc là những người phải 12 tuổi trở lên, nặng ít nhất là 88 pounds, tức là khoảng 40 kg, và cái thuốc nó giảm cái thời gian bị bệnh từ 15 ngày xuống chỉ còn độ 10 ngày. Thuốc này cũng đã được dùng để chữa trị cho Tổng thống Trump khi ông phải vào bệnh viện vì bệnh COVID-19. Cái điều quan trọng là, thưa quý vị, vì cái thuốc này đã làm mất đi cái vật liệu mà con siêu vi khuẩn coronavirus dùng để copy, tức là nó nhân ra thành nhiều các con siêu vi khuẩn khác trong cơ thể người bệnh. Cho nên đó là yếu tố chính khiến cho cái người bị bệnh mà được chữa bằng thuốc này sẽ giảm bệnh nhanh hơn và có cơ may phục hồi. Thưa quý vị, hiện nay thì một cái liệu thuốc, gọi là một cái liệu pháp điều trị toàn thể cho một người bị bệnh trong vòng 10 ngày để chữa bệnh COVID-19 của thuốc Remdesivir, nó tốn vào khoảng 2.340 Mỹ Kim.
Và hy vọng là sau này, sau khi được chế tạo nhiều hơn thì có lẽ thuốc sẽ giảm bớt cái giá thành và giá điều trị cho bệnh nhân. Nhưng mà đây cũng là một tin vui, bởi vì đây là viên loại thuốc đầu tiên được dùng xác định là để chữa trị COVID-19. Thưa quý vị, tiếp tục với các tin tức liên quan đến mùa bầu cử của năm nay, thì cũng trong cùng ngày, cơ quan FBI cũng như là Bộ Nội an Hoa Kỳ đồng loạt đưa ra những thông cáo báo chí cho biết rằng là chính quyền Nga đang hỗ trợ cho những nhóm tin tặc do chính phủ của quốc gia này tài trợ để mà xâm nhập và lũng đoạn vô trong các hệ thống bầu cử hiện nay. Cụ thể nhất rằng hiện nay những tin tặc đang nhắm vào các chính quyền tiểu bang, các chính quyền địa phương phụ trách đứng ra tổ chức những cuộc bầu cử, và họ đang xâm nhập vô trong cái hệ thống firewall của những thành phố này, những quận hạt này, nhằm gây ra cái sự hoang mang và nhầm lẫn cho cử tri. Lấy ví dụ, tài liệu cá nhân của chúng ta khi chúng ta ghi danh bầu cử đó, bao gồm những việc như là email, cell phone, cũng như là 4 số an sinh xã hội cuối và cái bằng lái xe hay là cái thẻ căn cước của tiểu bang mà quý vị cư ngụ. Thì với những thông tin này, nếu mà những cơ sở địa phương đó không có đủ một cái gọi là cyber security để mà bảo vệ thông tin mật của chúng ta đó, thì khi mà những thông tin này lọt vào trong tay của những hacker thì họ sẽ gửi ra những cái thông điệp, tại vì họ đã có được email của mình rồi, họ sẽ gửi ra những thông điệp gây ra những cái sự hoang mang, bao gồm như rằng là những cái thư hăm dọa nếu là quý vị không có bỏ phiếu theo cái đảng này hay đảng kia thì quý vị sẽ bị ảnh hưởng xấu đến ở một cái mức độ nào đó. Chúng ta đã còn nhớ rằng là trong ngày hôm qua chúng tôi đã đưa ra một cái bản tin rằng là tin tặc cũng đã mạo nhận một cái nhóm gọi là thượng tôn da trắng Proud Boys gửi thư ra cho một số các cử tri hăm dọa rằng là nếu mà họ không bỏ phiếu cho Tổng thống Trump thì họ sẽ bị một cái kết quả xấu gì đó đến cho họ và gia đình của họ. Thì đây là một trong những cái ví dụ của những nỗ lực của Nga hay cũng như là của Iran đang cố tình thao túng và gây hoang mang trước dư luận của chúng ta khi mà chúng ta chỉ còn có độ trên dưới một tuần nữa là đến ngày bầu cử. Và trong ngày hôm nay, FBI cũng như là Bộ Nội an một lần nữa đã ra một cái thông cáo hy vọng rằng là các giới cử tri, các quý khán giả đề cao cảnh giác khi mà nhận được những thông tin gì mà mình hồ nghi là nó có thể là những tin giả hay là một số cái thông tin mà chúng ta thường gọi là những cái fake news mà đang tràn lan không những là tại email cá nhân mà cũng như là trên các trang mạng xã hội bao gồm Facebook, YouTube và cũng như là Google. Có nghĩa là nếu quý vị thấy những cái tin tức nào mà đáng nghi thì hãy tìm lại ít nhất là vài nguồn khác nhau. Chứ đừng có vội tin và chuyển tiếp, thì tức là quý vị đã tiếp tay cho những kẻ tin tặc để lan truyền những cái thông tin giả mạo hoặc là thông tin không xác thực. Sang qua bản tin kế tiếp thưa quý vị là bản tin về việc lá phiếu bầu sớm cũng liên quan đến bầu cử. Theo bản tin của Reuters cho biết thì ngày hôm nay còn 12 ngày nữa đến ngày bầu cử 3 tháng 11. Mà tổng số phiếu được bầu sớm đã lên tới 47.500.000 lá phiếu, vượt qua toàn bộ số phiếu bầu sớm của năm 2016. Thời đó thì có toàn bộ số phiếu được bầu sớm là 47.200.000 lá phiếu. Và với 12 ngày nữa thì chúng ta sẽ còn sẽ có rất là nhiều lá phiếu bầu được, chúng ta không biết là bầu cho ai, nhưng biết chắc là sẽ có thêm những con số lá phiếu bầu nhận được trước ngày bầu cử. Và thưa quý vị, cái việc mà cái số người cử tri đi bầu sớm như thế này làm cho rất nhiều người phấn khởi. Những người bênh vực cả hai ứng cử viên của đảng phái nào không có thành vấn đề. Vấn đề là nhiều người chịu khó đi bầu để nói lên tiếng nói của mình bằng lá phiếu. Mặc dù là trước đây quý vị cũng đã biết là Tổng thống Donald Trump đã tỏ ý hoài nghi về cái độ xác thực của cái lá phiếu bầu sớm hoặc là bầu khiếm diện. Ông cứ cho là có thể có sự gian lận nào đó nếu mà bầu bằng thư. Nhưng mà nhiều chuyên gia cho rằng điều đó có xảy ra nhưng mà nó không có nhiều. Nó là một trường hợp hiếm chứ không phải là trường hợp tràn lan. Nhưng mà cũng may là rất là nhiều tiểu bang hiện nay đã có những cái nỗ lực là mở rộng những phòng phiếu được bầu sớm và mở rộng những cái phương tiện để cho cử tri có thể đi bầu sớm. Vì họ đoán là cái kết quả sẽ không có được ngay trong đêm bầu cử. Lý do là lá phiếu bầu bằng thư thì phải dù là được đóng cái mộc là nhận được ngày 3 tháng 11 nhưng mà vẫn còn phải chờ kiểm điểm, cho nên chắc chắn là sẽ còn rất nhiều việc mà chúng ta phải chờ đợi, cho nên càng bầu sớm thì càng tốt. Nếu quý vị đã có lá phiếu trong nhà mà cảm thấy là muốn yên tâm thì có thể đến phòng phiếu để bỏ hoặc là bỏ vào những cái thùng phiếu đặc biệt hoặc là ngay đường bưu điện.
để biết chắc là mình đã làm hoàn tất cái nhiệm vụ trách nhiệm của công dân. Và thưa quý vị, có một điều đáng chú ý là bởi vì cái số lá phiếu bầu sớm như thế này, nhiều như vậy, cho nên một người là giảng sư của Đại học của Florida, là ông Michael McDonald, đã nói rằng ông này là người lãnh đạo của cái chương trình, cái hoạt động gọi là US Election Project. Ông đoán là cái số người mà đi bầu năm nay tổng cộng sẽ là 150 triệu lá phiếu, hoặc là 150 triệu cử tri. Và điều đó sẽ cho thấy nó vào khoảng 65% tổng số những cử tri có hội đủ điều kiện để đi bầu. Và nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là con số cao nhất kể từ cuộc bầu cử năm 1908. Thì một lần nữa chúng ta không biết là bầu cho ai, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà ít nhất là cho thấy cử tri đã dùng đến cái quyền công dân của mình và làm nghĩa vụ đó. Điều này là một điều rất đáng mừng. Thưa quý vị, trở lại với các tin tức liên quan đến các thành phố cấp tiến và những sinh hoạt bạo loạn của những thành phố này trong thời gian qua. Chứ quý vị còn nhớ rằng là sau nhiều tuần lễ bạo loạn ở tại những nơi như là Portland, Oregon, Seattle, Washington, thì sau nhiều tuần lễ đó, Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một bản ghi nhận liệt kê rằng là những thành phố như là Portland, Seattle và cũng như là New York City sẽ bị liệt kê vô những thành phố mà gọi là vô pháp, vô thiên. Và những thành phố mà đã được liệt kê như vậy có nguy cơ là sẽ bị mất đi cái ngân khoản tài trợ từ chính quyền liên bang. Việc này đã được coi như là ghi nhận vô trong giấy tờ vào khoảng chừng đầu tháng 9 của năm nay. Khi mà trả lời với những cái quyết định này từ Tòa Bạch Ốc, thì thị trưởng thành phố New York nói rằng là hiện nay cái người mà gọi là vô pháp, vô thiên nhất là cái người mà đang ngồi trong Tòa Bạch Ốc. Thì cũng trong trong tuần này, ba thành phố nói trên, Portland, Seattle và New York, đã chính thức đệ đơn kiện cái quyết định này của chính quyền Donald Trump, cho rằng là cái việc mà cắt giảm ngân sách của ba thành phố này là chuyện bất công và nó liên quan đến vấn đề chính trị nhiều hơn là cái chuyện liên quan đến vấn đề an ninh ở tại những khu vực này. Về vấn đề chính thức đó, thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã liệt kê ba thành phố này là những thành phố mà gọi là jurisdiction permitting violence, chúng ta xin tạm biệt rằng là những địa phương cho phép các sinh hoạt bạo lực tiếp tục diễn ra. Và chúng ta sẽ chờ xem rằng đơn kiện này chừng nào được các tòa án liên bang thụ lý và họ sẽ phán quyết như thế nào. Chắc chắn rằng cái việc này nó cũng sẽ được đưa lên tối cao pháp viện để mà phân giải trong những tháng tới đây, chứ không phải là tuần nữa. Và cái việc này chắc có lẽ là phải đợi tới sau mùa bầu cử mới được tối cao pháp viện giải quyết. Vâng. Và rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà ba cái tiểu bang này trong thời gian chuyển tiếp họ có bị ngưng ngân sách hay không? Cái đó là phải tùy theo cái lệnh từ cái vị coi như là chánh án hay là vị thẩm phán cấp liên bang cho rằng là trong thời gian mà cái hồ sơ này được thụ lý đó, ngân khoản vẫn được tiếp tục rót tới hay là ngân khoản sẽ bị đóng băng trong lúc mà cái vụ kiện này được được diễn ra. Dạ, cảm ơn Tyler Diệp. Bản tin kế tiếp là một bản tin độc quyền của hãng thông tấn Reuters, thưa quý vị. Và bản tin cho biết là một cái lỗi rất là vớ vẩn cho thấy là Iran đã đứng đằng sau một loạt những cái email giả mạo, và trong đó có cả những cái video để tự mạo danh là Proud Boys để mà liên quan và xen vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ trong lần này. Và bản tin cho thấy là các phân tích gia của chính quyền Hoa Kỳ cũng như là những người điều tra viên của các cái công ty tư hữu đã rất là dễ dàng tìm ra được cái nguồn gốc của những kẻ tin tặc từ Iran trong hàng loạt những cái lá thư email, thư điện tử mà hồi nãy Tyler Diệp có nói đó, là gửi thư đến cho cử tri và đe dọa họ là nếu như mà họ không có chuyển sang bầu cho Tổng thống Trump hoặc là biến thành một cái người theo đảng Cộng hòa thì họ sẽ bị một cái gọi là một điều xấu xa sẽ xảy ra cho họ. Thưa quý vị, hiện nay đó là với cái video được đưa ra thì cái điều mà người ta cho là một đó, là cái nhóm này quá ư là bất cẩn, hai là họ cố tình để bị bắt gặp để cho biết là nguồn gốc của họ là từ đâu. Bởi vì trong cái video thì có một kẻ giống như là đang xen vào một cái cuộc bầu cử hoặc là thay đổi những cái mã số của một cái video trên một cái màn ảnh của máy điện toán. Thì người ta nhìn thấy, dù là họ đã làm mờ cái màn ảnh rồi, người ta vẫn nhìn thấy một đoạn của cái IP, tức là address. Thường thường chúng ta sử dụng computer ở bất cứ một nơi nào mà dùng một cái mạng điện toán toàn cầu thì cái địa chỉ của mình là nó dựa trên cái IP. Thì nếu mà nhìn thấy một cái series, một đoạn thì người ta có thể, hoặc là nhìn thấy rõ hoặc là nhìn thấy một đoạn, người ta có thể đoán ra từ địa điểm đó, người ta có thể tìm được là những cái kẻ gửi cái những cái thư này đi là từ đâu.
Và cuối cùng thì họ tìm thấy là từ nước những cái nhóm tin tặc của Iran. Dĩ nhiên chính phủ Iran thì họ chối bỏ, họ nói là họ không có làm, không có xen vào chuyện này, họ không có liên quan. Trong khi đó thì trong vòng một thời gian rất là ngắn, có vài ngày thôi mà cái vụ này được tìm thấy, trong khi trước đây tin tặc mà làm những cái chuyện giả mạo này thường thường phải mất mấy tháng mới bị phanh phui. Cho nên đây là một tin vui, nhưng mà cũng cho thấy là những cái tin tặc từ Nga cũng như là từ Iran và nhiều quốc gia khác đang nhắm vào chính phủ Hoa Kỳ, nhắm vào các cái mạng lưới liên quan đến bầu cử Hoa Kỳ để mà phá hỏng hoặc là để gián đoạn, gây nguy hại cho an ninh quốc gia, gây nguy hại cho cuộc bầu cử và rất nhiều điều kiện khác nữa. Cho nên ngày hôm nay các công ty mà đã tham gia vào cái việc là phanh phui ra những cái thư email giả mạo này gồm có Alphabet, Google, Microsoft, Facebook, Twitter, những công ty này đều nói là họ nhìn thấy những cái dấu hiệu hoặc là những cái chuỗi thư giả mạo như thế này thì họ đã loại bỏ rồi. Và dĩ nhiên là chúng ta một lần nữa phải tự đề cao cảnh giác. Mỗi khi nhận được một cái thông điệp nào đó mà thấy đáng nghi hoặc là ngay cả những cái thông điệp thấy cũng bình thường, trước khi quý vị chuyển đi để gửi cho người khác, hãy xem lại xem là bản tin này có đáng tin cậy không bằng cách tìm 2-3 nguồn khác nhau. Đó là điều mà chúng tôi vẫn làm mỗi khi đưa bản tin nào lên đưa quý vị, là chúng tôi cũng phải tìm một cái bản tin đó ở nhiều hãng thông tấn khác nhau, chứ không tự động mà lấy một nguồn, bởi vì cũng đáng nghi lắm trong cái thời buổi rất là, phải nói là rất là bất bình thường này, cơ phòng ạ. Vâng. Thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay liên quan đến một lần nữa cái việc mâu thuẫn giữa Tổng thống Donald Trump và nhiều cơ quan truyền thông mà một số người cho rằng là đây là các cơ quan truyền thông cánh tả. Cụ thể là vào thứ ba của tuần này, vài ngày trước đây, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý ngồi xuống để mà thu một cuộc phỏng vấn với sứ ngôn viên Leslie Stahl của đài truyền hình CBS News trong chương trình 60 Minutes. 60 Minutes là một chương trình phỏng vấn khá được nhiều người ủng hộ và cũng như là theo dõi, thì Tổng thống Trump đã đồng ý ngồi xuống để mà được sứ ngôn viên này phỏng vấn, cùng với lịch trình là Phó Tổng thống Mike Pence cũng sẽ được phỏng vấn, và sau đó thì họ cũng sẽ ngồi xuống để phỏng vấn với là đối thủ của hai ông này, đó là ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Đó là những chuyện vào ngày thứ ba. Tuy nhiên, sau khi được phỏng vấn được độ gần tới nửa chương trình rồi, thì Tổng thống Donald Trump đã rất là khó chịu và tức giận, và sau đó ông đã cắt ngang cái cuộc phỏng vấn này. Ông nói rằng là đây là một cái cuộc phỏng vấn mang tính cách là muốn ám sát cái uy tín của ông, bằng cách rằng là đã hỏi ông những cái câu hỏi mà ông cho rằng là rất là bất công. Ông nói rằng là tại sao ông cứ hỏi ông những chuyện liên quan đến vấn đề coronavirus, những cái chuyện mà ông cho rằng ông đã trả lời rất nhiều rồi, bao gồm luôn cái chuyện mà ông đã nhắc đến cái nữ thống đốc của tiểu bang Michigan, bà Gretchen Whitmer. Thì thưa quý vị, sau đó thì Tổng thống Donald Trump đã ngưng cái cuộc phỏng vấn này, ông không có tiếp tục phỏng vấn nữa và ông đứng lên. Và trong ngày hôm nay ông làm một cái chuyện mà theo lời của ông đó là chưa bao giờ có trong lịch sử của giới truyền thông, rằng là trong lúc mà CBS khi mà họ thâu những cái đoạn video này, thì chắc là trong cái phòng thâu ban tranh cử của ông Trump cũng đã có người thâu lại song song với việc đó. Và trong ngày hôm nay ông đã đưa nguyên cái đoạn video mà đã không có được cắt xén, không có được edit, lên nguyên cái đoạn video đó để cho những người trên trang mạng xã hội xem. Có lẽ là mà xem đây là sao, là xem trước khi chương trình 60 Minutes được phát hình nữa. Là sao, là hai bên đã có một cái sự thỏa thuận rằng có thể quay, nhưng mà muốn phát lại đó thì cũng phải đợi cho chương trình đài CBS phát trước đã, rồi mới có thể phát lại một phần hay là toàn phần của cái đoạn video mà ông Trump đã quay hai người nói chuyện với nhau. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì với một cái nước đi rất là táo bạo, Tổng thống Trump đã tải nguyên cái đoạn video này lên trên social media cho người ta tha hồ mà xem. Thì không biết khán giả còn có đợi tới cái chương trình 60 Minutes của cuối tuần này để mà xem nữa không? Tại vì người ta có thể xem được trong ngày hôm nay rồi. Về mặt của CBS thì họ trả lời rằng họ vẫn giữ nguyên lập trường của họ, bằng cách rằng là họ sẽ phỏng vấn bên dân chủ, đó là ông Biden và bà Kamala Harris. Họ có thể edit lại một chút xíu và sau đó họ sẽ phát cái chương trình này trong cái khuôn khổ của họ vào đúng cái ngày mà họ sẽ phát hình, thì thông thường là vào cuối tuần. Thưa quý vị, đây là một trong những cái một cái màn mà chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy được trong cái ngành truyền thông trong thời gian qua.
Và ông Trump cũng nói thồng luôn một câu: cái người xứ ngôn viên Leslie Shaw này có thể là tệ, nhưng mà cái người xứ ngôn viên Kristen Welker của đài truyền hình NBC News mà sẽ phóng, mà sẽ điều hợp cái buổi tranh luận của ông và ông Biden vào tối ngày hôm nay đó, còn tệ hơn bà này nữa. Thì cho nên là chúng tôi cũng xin nhắc luôn, tin tức thì cũng đã hết rồi, nhưng mà xin quý vị trong tối nay 9 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ, 6 giờ tối giờ miền Tây là giờ California, sẽ bắt đầu phát hình live trên các cơ quan truyền thông dòng chính cái cuộc tranh luận thứ hai và cuộc tranh luận cuối cùng giữa ông Biden và Tổng thống Donald Trump. Và chắc chắn nội dung của cuộc tranh luận sẽ được Tyler Dieb cũng như anh Dũng gửi đến quý vị trong chương trình phát hình ngày mai, trong chương trình Vietface Today sáng mai. Mời quý vị nhớ đón xem. Và với bản tin này thì chương trình Vietface Today đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chọn theo dõi chương trình này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái kính chào tạm biệt. Chương trình này được bảo trợ bởi Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, và Deidre Thu Hà Nguyễn cho chức vụ dân biểu California. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Astiva được thành lập bởi một nhóm chuyên gia y tế gốc Việt. Với sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu sức khỏe và y tế của quý đồng hương trên 65 tuổi thông qua chương trình Medicare Advantage. Astiva gần gũi và tận tâm chăm sóc quý vị đồng hương như chính người thân trong gia đình. Hãy gọi ghi danh với Astiva để bắt đầu một cuộc sống mới khỏe mạnh và yêu đời. 1-866-610-0655. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Thưa quý đồng hương, chúng tôi là Deidre Nguyễn Thu Hà. Chúng tôi quyết định để ứng cử lần này vì chúng tôi muốn đại diện tiếng nói của gia đình quý vị. Chúng tôi là hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bố tôi là một người lính thủy quân lục chiến. Bố tôi là bị tù đài 8 năm và mẹ tôi bị tù 3 năm. Tôi đã bị giam cầm 2 tháng khi tôi và mẹ tìm đường vượt biên nhưng không thành. Hoa Kỳ đã cho tôi có được bằng cử nhân tại Đại học UCI và bằng cao học từ Cal State Dominguez Hill. Tôi hãnh diện làm việc tại tiền tuyến trong một phòng thí nghiệm dịch COVID-19 đầu tiên tại California, cũng như được phục vụ cộng đồng trong vai trò nghị viên thành phố Garden Grove. Chúng tôi muốn tiếp tục dấn thân để giúp tiểu bang California thay đổi hệ thống y tế, giáo dục cũng như kinh tế. Chúng tôi cần sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Để biết thêm về cuộc tranh cử của chúng tôi, xin quý vị vào website hoặc gửi email đến cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thống đốc Newsom đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh, tiệm nail, nhà thờ, trường học và tăng thuế liên tục tại Cali. Chúng ta cần 1.500.000 chữ ký để bãi nhiệm thống đốc, hạn chót là ngày 7 tháng 11 2020. Cả đảng viên Cộng hòa và Dân chủ đều có thể ký để bãi nhiệm. Chúng tôi có các lều thu thập chữ ký với tình nguyện viên nói tiếng Việt tại 3 địa điểm sau đây: San Jose, bãi đậu xe tại Grand Century Mall thứ Bảy và Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều; Westminster, bãi đậu xe siêu thị ABC thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều và Chủ nhật từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều; San Diego, bãi đậu xe của siêu thị Viễn Đông 4 thứ Hai và thứ Tư 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Hãy tham gia ký tên thật đông đảo để mở lại các cơ sở kinh doanh để chúng ta có thể đi làm nuôi gia đình. Để biết thêm thông tin, liên lạc chúng tôi tại www.ricogarvin2020.com hoặc email jmvo@yahoo.com. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.